Rất là xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bản Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Cô bác đang đi trên đường thì gặp một cái cảnh rất là đẹp cô bác ạ. Phải nói là sau những cái ngày mưa nắng thì một cái khung cảnh tô lên ở trên vùng núi này, có những cái đám ruộng bậc thang này, có những cái đám mây và có cả thêm những cánh rừng nữa phủ một màu xanh rất là đẹp. Mạnh gửi một lời chào tới các ông các bà nào Mạnh. Chào các ông các bà. Thế hôm nay Mạnh cùng chú đi thì để ông ở nhà một mình thì sợ ông buồn không? Không. Không buồn à? Thế đi ở với chú luôn được không? Được. Được á? Thế sang năm mấy đứa lớp 1 thì ở với chú nhá. Không. Mạnh thì mấy hôm nay các bác ạ đi với cháu Lực cũng được là 2 hôm rồi. Và hôm nay thì cháu Lực cũng có một công việc là đi xuống huyện. Thì là sẽ đưa em Mạnh là đi cùng cháu Lực xuống luôn. Và mua cho em thêm là vài bộ quần áo nữa. Mạnh thì chưa được đi xuống huyện là lần nào cả cô bác ạ. Cả ông cũng thế thôi. Lần này thì sẽ là lần đi rất là xa đấy cô bác. Bây giờ thì trời mát mát một chút rồi. Thì cháu Lực tranh thủ là đi xuống huyện một tí là đi mua quần áo cho em. Và hôm nay thì được là hai chị người Thí là có hỗ trợ cháu Lực để mà mua quần áo cho em Mạnh cô bác nhá. Và đưa cho Mạnh là đi chơi trong huyện nữa, ăn uống này kia nữa. Và rất là mong sẽ được sự đón nhận của các bác. Và rất là mong sẽ được cô bác anh chị theo dõi hết video. Và khi mà các bác có theo dõi video của cháu Lực đăng tải lên ý, cho cháu Lực xin một nút like và một lượt chia sẻ, cộng thêm một lượt đăng ký kênh nữa để giúp cho kênh cháu Lực là ngày một phát triển nhiều hơn các bác nhá. Và cộng lại với phát triển nhiều thì sẽ để đi giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh còn khó khăn ở trên vùng cao. Và xin cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều. Hết, nếu mà tối nay mình không về nhà được thì có ngủ lại được không? Được. Được à? Thế ngủ lại nhá. Ngủ với cháu Lực là được 2 hôm rồi cô bác ạ. Yên tâm là đêm là không có đòi về nữa. Thế thì bây giờ đi thôi nhỉ? Đi bộ thôi. Đi bộ xuống huyện nhá. Đi bộ đi nhá. Lừa Mạnh thôi các bác. Mấy anh em gọi là đi xe thôi. Mấy dép thì cũng rách hết trơn chiếc hết rồi. Bây giờ thì có lẽ là quãng đường đi thì cháu Lực sẽ không có ghi hình được nữa. Một tí nữa thì đi đến Cốc Pài thì cháu Lực sẽ ghi hình sau các bác nhá. Mày ra đây có sợ không? Không. Không sợ đâu à? Thế nhìn thấy ô tô nhiều có sợ không? Hả? Không. Không sợ à? Thế thưa các bác, vừa rồi thì cháu Lực cùng với lại bé Mạnh thì đã ra đường biển. Đây thì là một trong những cái cầu mà phải nói là rất là cao các bác. Từ thời mà cháu Lực đi học các bác ạ là đi đi đường là đi qua cái cây cầu sắt nhỏ kia các bác. Nhưng mà bây giờ thì được đi trên cái cầu mà phải nói là cầu này thì một trong những cầu mà cao nhất ở bên gọi là tỉnh Hà Giang luôn các bác ạ. Đừng có nhảy đi xuống dưới nhá. Nhớ chưa? Hả? Nhớ chưa? Rồi, hãy xem đi. Nhìn cầu đấy xong là về thôi. Nhá. Xong là lại đi về thôi nhỉ. Vẫn còn đang khá là bờ ngớ của bác ạ. Đừng có trèo lên lan can đâu, nhảy xuống nhá.
không để ý cái là sợ là trèo nhảy xuống dưới luôn. Xe tư à? Xe tư ra? Xe tư ra? Tôi đâu? Hả? Đâu? Trên kia xuống thì cũng chỉ là ô tô thôi, cũng là cái ô tô nào ở trên bản đấy các bác, trên bản đấy không nhìn thấy ô tô bao giờ mà. Mà trông mắt áo này hả? Ủa ra ô tô ra được ba trên bảng mà tập dân mê không đi về nữa nhở nha. Chơi đây thôi nhở, không đi về nữa. Anh chơi với sao con này? Con này lặng im trắng lô, lặng trắng lô. Anh chơi với sao tốt khả. Đâu? Xe nào? Xe kia. Và xe kia sắp rơi đấy cô bác. Kia là cái quán rửa xe người ta mà. Sắp rơi đâu? Cho đi xe đấy bây giờ nhá. Có đi không? Không. Hả? Không. Có đi không? Trời. Phát đi xuống dưới thì đúng hả? Khi mà đi xuống huyện thế này cô bác, cháu Lực cũng đã bảo với ông rồi. Để mà tránh là ông sẽ lo là không biết là mình đi đâu. Đừng có chạy đi dưới đường nhá. Đi xe. Tay ra nó. Tay ra. Ui, nhìn cao chưa? Có sợ không? Đây, chú bê lên cho nhìn nào. Có sợ không? Cho nhìn đi xuống dưới được mà. Không dám nhìn cô bác ạ, nhìn cái là hoa mắt luôn. Chú bê lên cho nhìn mà. Đừng chạy lên kia nhà ô tô nhá. Bên kia là cái gì hả mày? Bên kia là cái gì? Cầu. Hả? Cái kia? Cái sáng sáng kia? Có phải cái cầu không? Phải chứ. Phải á? Phải à. Có giống cái nhà không? Giống. Giống cái nhà à? Nó trèo đến nữa. Mày không biết là các bác ở trên kênh thì ai đã từng đặt chân vào Xín Mần lần nào cho các bác? Xín Mần thì một cái huyện mà cũng khá là bé thôi đấy, tuy nhiên thì có một hai điểm là có view rất là đẹp và có cái chỗ nào có chỗ người ta làm khu vui chơi giải trí rất là nhiều. Một tí thì sẽ cho Mạnh đi khu vui chơi một chút, lâu lâu mới xuống đây một lần thôi. Năm nay thì chắc là xuống đây là năm đầu tiên này. Đi về thôi nhỉ? Hả? Đi về chưa hay là ngắm nữa hả? Về à? Không về đâu. Về nhá, xe máy nhá. Ở cái huyện này thì là người ta cũng trồng lúa rất là nhiều. Có những thảm, có những cánh đồng ruộng thì xanh cũng rất là đẹp. What? Mày ngồi trước hay ngồi sau? Không, ngồi trước ngắm cảnh nhá. Không, ngồi trước ngắm cảnh nhá. Ừ. Cho ngồi trước là nhìn ngắm cảnh đi. Thưa cô bác, vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cùng em là loanh quanh ở huyện một vòng rồi. Bây giờ thì sẽ vào đây để mua cho em làm một chút quần áo đó. Nào, bỏ dép ra. Cô ơi, đây có dép cho trẻ con này không? Dạ. Em, đeo dép cho trẻ con không? Hả? Cô ơi. Có à? Hả? Không có anh ạ. Không có á? Thế có áo không? Có. Áo thì có à? Thế thì kiếm cho anh là hai quần dài, hai cái áo dài tay. Hai quần dài, quần bò anh. Quần nào đẹp đẹp ấy. Quần chưa mấy quần bò tay. Hả? À. Có loại quần khác à? Không ạ. Không có. Có quần bò với quần chun thôi. Quần bò quần chun đấy á? Không bộ. Đồng bộ đâu? Bộ chỉ chân. Ui dồi. Xe nào? Ướm bướm rồi nào? Sáng dậy thì quên như này. Có nhỉ? Chợ lớn kia có không? Có. Chợ lớn có à? À, thế thôi anh đi lên trên chợ lớn đi nhé. Đây có ít quần áo trẻ con quá. Có loại giày trẻ con không có không? Giày con gái. À, giày con trai. Giờ thích kiểu giày này, đeo đồi thì nó mới được này. Chân của mày bé quá rồi này. Đôi bé thì đẹp. Anh lên nhà, lên chợ. Đi chợ bên tay phải. Bây giờ thì lên trên để xem không? Xem là người có bộ đồ của Mạnh của bác ở đây, ở dưới này thì không có.
loại khác một tí đi, loại nào mà leo đồi leo núi này. Loại nào mà leo đồi chân leo núi. Chân nó bé xíu này. Nào chưa bỏ tóm đấy. Không, bà này leo, bà này không ấy nữa. Ai là đuôi lười lười? Không. Mày có thích đôi này không? Có à? Đôi tay cầm ấy. Cho. Đôi lười đấy, đôi lười to được. Có đôi bé vậy, đôi bé hình như đôi căn. Đôi này to quá cô ạ. Không to đâu, chỉ có đôi mình đẹp đấy. Cô, mình chỉ là con mi đâu. Đôi này hay đi mua chỉ là con mua thôi, con mi. Đôi người đẹp đẹp đi. Đôi luôn thoải mái. Không thể đến dây thì mấy. Thôi nhưng mà lấy loại này được không? Loại này mới nữa đi học còn được. Con này cũng đi học thoải mái à? Mà nó bằng này lấy đi. Thật ra thử đôi này lười thế này mình bỏ mấy. Điều, đôi đấy nhìn như kiểu con gái ấy. Con trai à gì đấy, một con gái. Mấy con đôi đẹp nó còn lớn. Ôi, trên này sao vừa. Không, sao hắn nó đi to bên ngoài thôi nhá. To bên ngoài thôi mà. Một bên này trung sinh này. Mày bỏ bỏ hết mày. Con này chân. Bỏ hai chân. Chân dài bằng đôi giày còn đâu nữa. Cái này nó chỉ ấy to bề ngoài thôi đây này. Rồi cháu cứ thả vào đi. Nó sản chứ. Không có loại nào mà chơi cả leo đồi cũng được à? Cái này leo thoải mái, đế kết thì leo thoải mái đây, đẹp cái này còn gì nữa. Còn nếu không thì lấy những cái đôi lười lười và giờ bỏ ra đây này. Nhưng mà đôi này sẽ đẹp à? Đôi này đẹp, đôi này đi. Đôi này nhá. Bỏ ra đây, về nhà đi nhá, hay đi ngay. Không, một tí đi, một tí sẽ đi thôi. Tí đi. Vâng. Một tí đi sớm. Đôi này em đẹp. Này thoải mái đế kết luôn. Đây 200 đây nhé, 240 đây 200. 240 đây 200 á? Ừ. Bớt hạt 40.000 đây. Thế cho cháu xem là áo đi. Áo tập cô này á? Vâng. Áo dài em ngắm đi cháu. Hai cái áo dài, hai cái áo ngắm đi. Kia áo dài chỗ đây này. Vâng. Đây, cháu chọn áo dài đi. Áo ngắn này lấy bộ để cho nó mặc cho đẹp này. Lấy bộ thì lấy một bộ. Này, bộ đẹp chưa? Bộ này chẳng sang à? Lấy cháu một bộ. Bộ luôn đi. Không, lấy cháu một bộ thôi. Xong rồi lấy cái áo. Cái này cháu phải chọn đúng màu nào mà tối tối thôi. Màu đấy được không? Màu đấy tối rồi. Vâng, màu này thì được. Rồi, được rồi. Nhưng mà đây là vừa chưa? Vừa. Áo này nhé. Không, không lấy loại này đâu. Không, xanh này các bạn. Xanh này rất đẹp. Cái này có màu trắng. Xem mà. Áo ta thích màu đen nữa không? Xem thêm một loại khác nữa. Đây này, cái đen bé bé này này. Mày ơi, ra đây xem nào. Xem có vừa. Xanh thì đẹp mà. Xem nào có vừa. Nào ra đây xem, cho xem nào. À, một bộ áo cọc một tí nữa hay. Đây là vừa rồi. Mua cho Mạnh là mấy cái áo để mà những lúc mà đi ra ngoài nắng quá. Nhà thì toàn áo cộc tay với lại áo mùa đông thôi. Đây Mạnh ra đây, Mạnh ra đây. Đấy. Có cái quần dài không? Quần vải hay là quần bò? Dạ. Quần bò ấy. Không lấy gọi quần khác đi. Cái quần sót cũng được không cháu? Cháu lấy quần dài thôi. Quần dài thôi. Bây giờ bảo Mạnh là thích thì cái nào chắc là cái nào cũng thích đâu các bác. Lần đầu tiên xuống. Cháu thích cái này không? Mày có thích không? Không. Không thích rồi đúng không? Không thích, ra đây. Ra đây. Ra đây, ra đây, ra đây. Ra đây. Có thích quần này không? Thích. Thích à? Quần này đẹp. Nhưng mà có ngắn hơn được không nhỉ? Không ngắn. Thế nào? Để chú xem nào. Ừ. Cái này thì cảm giác như là hơi dài à? Không, thử cho cháu cho con đi. Đây này. Không dài đâu. Không dài mà cái ấy nó vào là ấy cặp chun nó kéo lên một. Đây này hay cái áo bò này nữa này.
Vào đây để cháu xem cái này đó. Đây, thử xón luôn đi, thử xón luôn mọi người. Mạnh ra đây, chú thử xem nào. Không phải con à? Dạ. Cháu à? Không, cháu thôi. Cháu xem có con nào mà nó ngắn ngắn hơn cái này một tí không? Cái này là ngắn thôi, cháu cứ thử mặc cho con cho ấy đi, cho cháu. Nhưng mà mạnh có thích cái này không? Đẹp mà, cái này chất đẹp mà. Không thích á? À? Nó bảo không thích rồi. Cho là đây, cô đây siêu nhân đi, thế mua siêu nhân nhá. Nhá, mua siêu nhân nhá. Phải, mày phải nói đi, không được gật đầu, phải nói nhá. Ừ. Xem là cái nào ưng thì bảo chú nhá. Dạ. Vào đây. Ở đây xem nào mày. Mày có thích loại này không? Thích. Hả? À? Thích. Mày to lên, thích không? Thích. Thích đúng không? Đúng. Vâng. À đây như nhau mà. Mày như nhau mà. Xanh. Có thích cái siêu nhân này không? Thích. Thích cái siêu nhân này đúng không? Mạnh thì chỉ có thích là cái nào mà siêu nhân đâu các bạn ạ. Nào, chú xem này. Chú xem này. Rồi, cái này thì vừa rồi đấy. Đấy. Có cái màu đen không? Cái này là mạnh. Cái này xem này. Cái màu đen không? Cái nào mà siêu nhân là người nhện đấy. Con này là con gì đây? Người nhện. Người nhện à? Thế lấy tìm cái quần siêu nhân nhá. Đó. Không có cái màu đen à? Chơi chơi chống. Đó, lấy quần rách rách thì cũng được mà. Đây này, cái này chơi đẹp à? Đây, style. Nhưng mà bây giờ phải hỏi ý kiến của Mạnh nữa. Thích cái này không? Thích. Hả? Cái này quá đẹp luôn. Thích à? Hả? À, phải nói to nhá. Cái nào thích chứ? Cho Mạnh là hai quần này. Thêm là một bộ này nữa. Bộ này nữa để một tí là... Để một tí mà. Áo quần này thì hơi ấy quá, cứng quá. Một cái áo màu xanh xanh này nữa. Để chưa? Để cháu xem thêm là có cái áo nào mà nhìn... Áo dài tay ngắn tay. Áo dài tay ấy. Cái này thì hợp với cái bò kia nhỉ? Cái này thì có thể là mặc đi học được này. Có, Mạnh có thích cái này không? Thích. Hả? Thích. Cái nào không thích thì bảo nhá. Thế cái này có thích không? Cái này không thích à? Không. Rồi, cái này không thích thì không lấy. Cái này không thích thì không lấy. Quạt cái cho nó mát. Mày ơi. Mày hả? Ôi cái áo này thì dày đấy nhỉ, áo này. Coi này. Bên đây có một cái áo kẻ kẻ này này. Áo này là áo quốc dân. À mày có thích loại áo này không? Thích. Hả? Thích. Thích à? Trời. Hai cái áo này ưng cái nào? Ưng cái bên này à? Thích cái bên này à? Hả? Cái đen này nó chất hơn. Cái hai cái đen này Mạnh thích loại nào? Thích cả nào nói? Thích loại nào? Thích cái này đúng không? Hả? Nói to lên chứ. Thích là phải nói to lên nhá. Sao? Rồi. Quyết định là ba cái rồi nhưng mà thanh niên là vẫn chọn cái này đúng không? À. Cô cháu thêm xem cái bộ áo cọc tay nữa. À, xem bộ nào mà. Đây có bộ công an này.
Mày có lấy bộ công an này không? Không lấy à? Công an bắt. Công an bắt á? Ừ. Có thích bộ này không? Không thích à? Chắc bộ như bộ siêu nhân này nghe nhá. Đâu? Nhân này nhá, có thích bộ như bộ siêu nhân này không? Cháu xem. Bộ siêu nhân đỏ này nó đẹp à? Thế mày có thích người nhện này không? Thích người nhện nào? Tầm này chỉ thích những bộ siêu nhân siêu nhện. Đây cho mày thêm là cái áo, cái bộ này nữa. Cô xem của cháu bao tiền này. Đấy, đi ra, đi ra đi, lựa xong rồi. Được cả hai. Ba cái áo nhỉ? Vâng, ba cái áo thêm là hai bộ ba cái áo này, cái áo bò nó lấy có 150 nhá. Đấy à, bỏ cái áo cho cháu đi. Để đây cho đấy à, lấy đủ bộ thôi. Đây là 208 này. Vâng. Bộ này đắt cái nào. Đi 150 nha, 170 này, 150 nha. Vâng. 2,8 là 400 ba. 2,8 là 500 rưỡi. Là 700 giày này. Hay 900. Cô cháu xem có dép nào không? Dép lê. Thêm cái dép lê nữa. Không, cháu đi dép lê thôi tầm này. Bây giờ đã có giày kia rồi. Bây giờ cái áo gai gai nhỏ này rồi ở tiếng hơn đấy. Mày nè mày à mày ơi, đi bay đồ, đi bay cho mày lại. Đi bay cho mày lại, đồ, đi bay đồ. Đi nào, đi nào, đi nào. Đi nào. Đi nào. Đi nào. Mày nè, mày nè mày, mày nè. Má. Mày nè. Mày nè. Mày xem mày nè. Mày nó thói lo rồi mày, mày thói lo rồi mày. Mày à? Mày thói lo rồi mày. Mày ơi! Mày thỏ đấy à?
Để ta quay vào nè. Thôi lông người ta về. Thôi lông người ta về. Thôi lông. Apa? Apa? Tunggu di tolong, kena, kena, bro, bro. Tunggu di tolong, kena. Ini kuat apa? Ini kuat apa? No, no. Nè. Đi trong bè này ơi. Trong trong nè. Đi vô đây. Thank you.
này đi về không? Không lấy về à? Biết là không lấy về, không bác không đòi đâu. 26 là nhớ nó cả. Mày xấu quá. Mày cái này ạ. Tập thể dục nào. Một chân đều lên này, mỗi chân đều lên nào, bỏ xuống. Mỗi chân đều lên, một chân đều lên, đấy, đi. Đấy, đi như này. Đấy, tập thể dục đi. Đi cả hai chân nhớ, đi đi như này này, đi như này này. Đây, đây, đi như này này. Đây dạ, ai dạ. Những cái máy bên này thì chưa có điện. Máy này chưa có điện đâu, đi ra kia chơi đi. Máy này chưa có điện đâu. Đây có con ngựa này mày ơi. Hồi hồi trước đi, hồi đi ngồi trước. Vui không? À? Vui quá, chắc là quên trả lời luôn rồi. Trò chơi đủ hết các thể loại trò cho khu vui chơi này có. Chơi bờ chán thì mới cho về. Đi ra kia một vòng chơi bóng nhờ. Một mình một sân chơi luôn. Không chơi đâu mẹ ơi. Không biết là khám phá thể loại gì đấy đây. Hay à, cái này là tập cơ tay. Cố lên nào, một. Mạnh thì có vẻ như là không thích chơi bóng các bác ạ. Thích dùng chơi những cái trò tập tay tập chân này cơ. Cháu không biết mở đâu, cháu có mở đâu. Dạ. Cháu nước một lon nha. Nói, mày phải nói đi.
con này. Thích cái này á? À? Cái ô tô này à? Sao thật mày nhìn con này cái này không đẹp hơn à? Không. Đây, thích cái này thì cũng cho cái này. Đây. Đây như nhau mà. Khác nhau à? Thì từ phải lấy đúng cái ở bên này mình chịu cơ cô bác ạ. Không biết à. Thích cái này đúng không? Không. Rồi đi, cầm đi. Chia cái ô tô này bao tiền đấy? Đây, cái này lắp đi. Chị ơi, lắp hộ em ơi. Nhưng mà lắp ấy, 220.000 đi ngoài. Em coi phim một tí nhé. Sau về đi chơi coi phim một tí nhé. Quay chị nhé. Dạ. Quay thấy rồi làm sao bây giờ. Chị lắp cho em đi, lắp cho nó chạy được đi. À đây nào. Ui. Cái gì đây? Cái gì? Hả? Xe tô. Xe ô tô à? Mày thì có vẻ là lần đầu xuống cô bác, thành ra là mày nhìn cái gì cũng lạ lắm. Mày đi xuống thì mua cho mày thì là lấy một quần áo với lại thêm là một món đồ chơi nữa. Ui. Đồ chơi này thì có điều khiển cô bác ạ. À. Đồ chơi này thì sau này nếu mà mày chơi này thì sau này khi làm nhà xong thì mới chơi thoải mái được. Ăn cho anh Vân. Ăn cho anh Vân. Cho cái bảng tiền nhật tiền lát xem nó có lên không. Ở đây còn cái trò mà cô tượng nữa các bác ạ. Đây. Một tí đấy. Một tí mạnh tô nhá. Có biết tô không? Không. Hả? Không. Không biết tô à? Cái kiểu mình thích màu gì mình tô màu đấy ấy. À đây này, nước rồi đây này. Ngồi đây vé này. Bây giờ thì cho Mạnh đi ăn trước đã. Rồi thì một tí là tiếp tục. Một tí là cho Mạnh ra đi chơi sâu các bác ạ. Cái này là gì đây? Sơn. Hả? Sơn. Cái gì sơn à? Màu không phải là sơn. Màu nhá. Ôi đây là đồ chơi này. Đây còn này. Nhưng mà chỉ được một cái duy nhất thôi nhá. Đi xem nào, đi xem cái nào thích rồi xong đổi. Robot. Hả? Robot à? Robot đâu? Nhưng mà vừa rồi mày lấy ô tô rồi. Biết làm sao giờ? Xe cứu hỏa này. Đi cái xe vào chơi của mình được chưa? À đây cũng có cái ngồi đấy mà. Tao còn cái gì? À đấm móc vậy rồi sao? Ôi, bạn nhỏ thôi. Chỉ con nên mới đấm được. Đến ra nào? Không được. Đấm nhà không? Đấm không? Không vào được ạ. Đấm. Đấm vào đây thế nào? Đây là đồ chơi này được chưa? Cái này không có điện à chị? Không có điện à? Nhưng mà bây giờ... À phải mua xu à? Cái này massage được bao nhiêu? Thế cắm điện vào cho anh thử massage nào? Cho xu vào không biết là mỗi lần mát vào được bao nhiêu. À cái này là cho xu vào này các bác này. Cái máy này thì đâu đó cũng giờ rơi vào tầm độ là 17 triệu. Cái này đúng không? À thế trải nghiệm. Trải nghiệm 4 phút trước đã. Thì thích thì trải nghiệm sau. Em cho tiền thẳng vào nhá. Đây đúng không? Vâng. Rồi. Mày cái này ra đây xem nào. Chung là khởi động đâu nhỉ? À có cảm giác cái rung rung rồi. Nhưng mà anh đang thấy là nó khởi động hình như là nó đang massage lưng như sao ấy. Đúng rồi. Ê. Đang có cảm giác như là massage ai lên này quá, lên này. Cái này thì đâu đó là cũng từ tầm độ 20-30 triệu ấy. Anh thích không? Anh sao? Nhưng mà nó đấm đông hết đấy. À, chuẩn bị là chân này này, con bóp vào nước cả tay nữa. À, đúng là một ngày nếu mà đi làm thì mệt mỏi là gặp cái máy này đấm bóp ra là cảm giác như xin phép các bác là hưởng một chút nhé.
cái xe. Thì đây các bác hưởng một chút đã, rồi cảm nhận 10.000 thì được 4 phút các bác ạ. 20.000 thì sẽ được 8 phút. Nhưng mà nóng quá nhờ. Từ từ nhá. Nóng, nóng. Máy ơi, xe máy đi đâu rồi? À, bắt đầu. À, đây là massage đến cổ. Đây. Mạnh. Vừa rồi vừa sắm cho Mạnh là được món đồ chơi là yêu thích của em rồi các bác ạ. À, lấy đây nào. Lấy. Đặt xuống nào. Đặt xuống cho nó đi ạ. Đặt xuống. Mở mở cửa nhá. Mở cửa nhá. Đấy, đây chú giả này. Đặt. Được chưa? Rồi, xuống đi, xuống đi.